phim Giao lộ định mệnh, một trong những bộ phim Việt lại có nội dung rất giống với một bộ phim của Mỹ sản xuất từ đầu thập niên 90. Nếu mà so sánh với cái sắc đẹp của đạo diễn Peter Sen thì chúng ta thấy nó giống nhau tới 80-90%, thậm chí cả những chi tiết rất là nhỏ. Cái việc mà trùng hợp về ý tưởng đến mức ngạc nhiên thì tôi thấy là chưa có trong lịch sử điện ảnh thế giới. Phim này là phim bình thường, mình có mình chưa học không biết về phim này chưa biết là cái quá trình sáng tạo tiếp theo cái phong cách Hollywood và phong cách Hitchcock phải chấp nhận phải theo những đường dây từ A tới Z. Hoàn toàn là coincidence. Tình cờ. Này á, để nói chút xíu là như là Victor cũng kể là nói nhiều lần là psychogenic amnesia. Mất trí nhớ. Patient doesn't know his name. For how long? Khi nào nó mới hồi phục được? Có thể là một thời gian ngắn. A week. Also thể là lâu dài. Cái phim này là từ một cái trường cái đó nhưng mà cái trường học bên này bên Mỹ năm đó là năm tới năm 96 vậy á, thì lúc đó là mình cũng không biết về cái phim kia mà thật sự lúc đó mình ngồi nghĩ là đây là một ý tưởng rất là hay thì mình sẽ để dành cái phim này thành thử ra khi mà cái phim kia em sẽ giúp anh tìm lại ký ức. Mới đây trong những phim đó thì Victor nhận xét là có nhiều cái giống nhau. Thì nếu mà tìm hiểu về cái này á, thì Victor cũng phải nói một điều là thay vì mình nhìn cái khác biệt hay là cái sự giống nhau, thì mình nhìn cái gọi là cái creative process khi mà viết một cái kịch bản là cái gọi là cái quá trình sáng tạo. Okay. Là trong cái creative process này á, nhất là khi mà viết một cái kịch bản như là Giao lộ định mệnh, là Victor đã cũng nói rất nhiều lần qua trong báo chí là Victor theo cái phong cách Hollywood và phong cách Hitchcock là có nhiều cái sự kiểu hot và loại của Hitchcock. Thì á, nếu mà nói về phim Hollywood, tại sao người ta nói phim Hollywood là phim Hollywood là tại vì nó theo một cái mô típ, nó theo một cái những cái gọi là khuôn mẫu. Ok. Mà trong đó có rất là tất cả những thể loại là có những cái khuôn mẫu riêng của họ. Thì nếu mà mình theo khuôn mẫu đó thì mình phải có những cái đường dây phát triển thành vật nội dung. Nó giống nhau. Thì cái vấn đề ở đây là cái thấy báo rằng mới có tại vì ý của phòng giám đốc cái bản chất. Now if there's anything that you need, cái Inferno kia nói là cái ngắn của cái Inferno nó đã giống cái phim kia rồi. Anyway á, khi mà Victor quyết định làm cái phim theo cái phong cách Hollywood và Hitchcock thì Victor cũng phải chấp nhận phải theo những cái đường dây từ A tới Z là phát triển nhân vật như thế nào, phát triển nội dung như thế nào, phải đẩy câu chuyện những cái cớ như thế nào để tới cái kết mà mình muốn. Thì trong trường hợp ấy, một cái người viết kịch bản mà với cái suy nghĩ như là ok, tôi theo cái mô típ đó thì rõ ràng một cái người khác trong cái môi trường như vậy họ sẽ có những cái ý tưởng xem giống mình. Anh có biết khi nào thì anyway tôi nói cái này là cái này á, là do cái như là tôi nói cái quá trình sáng tạo, cái vấn đề lớn nhất là cái ý tưởng mình nghĩ là của mình và cái ý tưởng cái bản chất của cái người đó đã giống như vậy. Anh thử tất cả những cái đường dây. Nói chung là mình theo cái mô típ đó, shoot before the accident. Cái Hollywood thriller thì mình bị đóng khuôn, đóng khuôn là một cái sinh vật. Đúng không? Lại đối xử dã man với trai như vậy. Bora. Thì anyway những cái khuôn mẫu đó là bao nhiêu có sẵn rồi. Là mình đã có thể mình muốn nói ra là mình theo một cái phong cách She's a pathological liar. Nếu con chết đi để phát triển nhân vật thì nó không mất chủ quan. Thì ra cái She's ready to make a move. Đánh con nên phát ra she wants. Nhất là đối với vợ con.
She thinks everybody's stupid. She can do anything and get away with it. She's sick. Nếu mà nói về chung tình huống hay là đường dây á, thì rõ ràng á, là nó có nhiều cái giống nhau. Nhưng mà bây giờ nếu mình làm một cái phim một người trong vụ tai nạn rồi bị mất trí nhớ thì rõ ràng nó sẽ theo những cái đường tới những cái kết mà mình muốn. Từ đó có nhiều cái đường dây, những cái tình tiết không giống, mình không thể đánh giá được. Thì nó sẽ đâm ra là các cái trường hợp là nó giống một cái gì đó thôi. Thì nói chung là thật sự là lúc mà viết cái chuyện ngắn đó, mình nghĩ là cái bất ngờ đó là rất là buồn. Nếu mà mình cảm thấy nó rất là hay thì chắc chắn sẽ có một người khác cũng nghĩ là Jack Stanton. Anyway. What are we doing? Người ta bán được khu đất bỏ hoang lên quận 10. Mọi người nghĩ là nhiều hay ít thì cái đó là thật sự ngoài cái control, ngoài cái kiểm soát của Victor. Thật sự Victor không phải là Victor nói là không giống. Victor đang nói là gì? Như Victor nói là nó Goddammit, this is important. Tell him Jack Stanton, Tony, call my wife. No, tại vì như Victor nói á, tất cả những khi mà Victor làm á, tất cả những khi mà Victor làm là mày và Trang đã chôn xác nó ở nơi mà mày nghĩ là không ai có thể thoát ra. Khi đó là bên không có biết, nhưng mà người tích cực thôi, tại vì chắc chắn là cái chuyện đó là đang làm, tại vì phim dạo khi mày phát hiện ra nó đang ngủ bây giờ mày. My guess is nên mình giết nó. Tao không nhớ. I can't remember. Don't say that! You can't just hold it! Wait!
Nhưng mà vấn đề ở chỗ là nó phải được minh bạch, nó phỏng theo cái gì, nó phóng tác theo cái gì, hoặc nó chuyển thể theo cái gì, thì đều phải có cái sự dũng cảm của người nghệ sĩ. Bởi vì chúng ta không thể sống bằng sự mạo danh, bởi vì tất cả sự thành công mà mạo danh thì nó cũng chỉ như bong bóng xà phòng mà thôi. Bởi vì bây giờ chúng ta là thế giới phẳng, ở bên kia ta viết gì, người ta làm gì thì bên này biết hết và mọi người đều biết hết, cho nên là không thể như ngày xưa được, đúng không ạ? Không thể như ngày xưa được. Vụ việc đã đặt ra một vấn đề là liệu với cách làm phim này, phim Việt có thật sự khởi sắc hay không? Và phong cách Hitchcock phải chấp nhận, phải theo những đường dây từ A tới Z. Hoàn toàn là coincidence. Tình cờ. Tình cờ. Tình cờ. Tình cờ. Tình cờ. Tình cờ.